Sáng ngày 11 tháng 2, hai tàu chở hàng đã tông nhau trên sông Lòng Tàu, đoạn qua huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cả hai tàu biến dạng, nhiều công tơ đơ bị hư hỏng. Theo đó, khoảng gần 5 giờ, tàu One 2 288 quốc tịch Singapore khi đang chạy trên sông Lòng Tàu, khu vực phao 40 vào cảng ở thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với tàu Resurance quốc tịch Bahamas chạy theo hướng ngược lại. Tai nạn không gây thương vong về người, nhưng tàu One Hai đã bị thủng mạn trái, trong khi tàu Russian bị rách lớn ở phần mũi, nhiều công tơ đường hàng bị hư hỏng biến dạng. Cơ quan chức năng chưa thông tin nguyên nhân ban đầu, nhưng rất may vụ tai nạn không có sự cố tràn dầu. Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tàu Russian được chuyển về Tân cảng Cát Lái. Riêng tàu 12288 đang cập sát bờ bên phải sông lòng tàu do mực nước thấp chưa thể di chuyển. Phương tiện này đang được các đơn vị liên quan huy động đến để hỗ trợ và dự kiến chiều tối và đêm ngày 11 tháng 2 khi thủy chiều lên thì tàu sẽ vào cảng thành phố hồ chí minh để xử lý